Trong tháng 12 vừa qua, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Viện Quản trị Kinh doanh Trường Đại học FPT đã tổ chức thành công hành trình trải nghiệm 7 ngày từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 cho hơn 40 sinh viên và cán bộ FPT tại Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới Mộc Châu, Sơn La. Trải qua biết bao kỷ niệm buồn vui cùng với những bài học vô cùng sâu sắc và quý giá, ai cũng thu được cho mình những cảm nhận riêng về giá trị của cuộc sống và công việc. Đến với Mộc Châu lần này, đoàn chia làm hai đội, làm việc tại hai cơ sở của công ty tại Bản Búa và Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cơ sở tại Bản Áng với diện tích gần 10 hecta, trồng chủ yếu là hoa ly và hoa lan hồ điệp, trong đó có gần 1 hecta hoa lan hồ điệp với hơn 40 chủng loại và màu sắc. Tại cơ sở Bản Búa rộng 7 hecta, chủ yếu trồng hoa ly và thêm vài ruộng hoa hồng môn. Sau một tuần làm việc năng suất, tổng cộng cả đoàn đã làm được hơn 184 công lao động với 30.000 đồng một ngày trên một người. Hơn nữa, mỗi đội còn được công ty thưởng thêm 500.000 vì những công hiến tích cực, một kỳ tích đáng được ghi nhận. Ai cũng háo hức khi được cầm trên tay những đồng tiền do chính mình kiếm được. Cả hai đội đều được bố trí ăn ở tại nhà riêng của công nhân công ty. Mọi điều kiện sinh hoạt tương đối thuận lợi cho một chuyến đi trải nghiệm. 7 ngày sống và làm việc tại mảnh đất này, mỗi thành viên toàn thầm thì cái cảm giác khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Những bước chân đầu tiên, Mộc Châu chào đón cả đoàn bằng ánh nắng chói chang nhở giữa mùa hè. Thật không ngờ là thời tiết ở Mộc Châu lại thay đổi nhanh như vậy. Ban ngày trời vừa mới nắng chói chang, mà khi mặt trời vừa xuống núi thì không khí lạnh đã bắt đầu lan tỏa. Buổi tối ở đây nhiệt độ trung bình vào khoảng 7-8 độ. Thời tiết ở Mộc Châu thật khiến con người ta choáng váng và công việc đoàn phải làm ở nơi đây cũng vậy. Những gương mặt hồ hởi khi bước từng bước trên con đường đến nông trường cũng chính là niềm háo hức của những đứa con thành thị thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống của những người công nhân trồng hoa ở Mộc Châu. Thế nhưng, không hẳn là những suy nghĩ, có làm mới biết được công việc ở đây rất vất vả và tại sao hoa ly, hoa lan lại đắt đến thế. Mỗi nông trường chỉ có gần 30 công nhân, làm thất bật từ sáng tới chiều mà cũng không hết việc. Nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang tới gần và nhu cầu về hoa ngày càng lớn hơn. Khi làm việc tại xưởng hoa, đoàn trải nghiệm phải tuân thủ thời gian làm việc 8 tiếng trên ngày của công ty. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 1 giờ 15 đến 5 giờ 15. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị công nhân tại nông trường, các bạn đã làm được các công việc tại ruộng hoa ly với đầy đủ các công đoạn, từ xới đất, bón phân, lắp ống nước, trồng củ đến chăm sóc cây, cắt hoa, gỡ củ, phân loại hoa, bón hoa và đóng gói. Công đoạn nào cũng thật vất vả và đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Những cô cậu sinh viên vẫn thường quen với cuộc sống hiện đại, với máy tính và lao động trí thức, nhưng lại làm quen rất nhanh và không nề hà với các công việc lao động chân tay tại nông trường hoa. Khi được giao việc, ai nấy đều săn sẵn làm việc nhiệt tình và chịu khó học hỏi. Từ việc bón phân cho cây đến các công việc nặng nhọc như chuyên chở củ, đất và lái công nông, lái xe kéo, được tận mắt chứng kiến các bạn sinh viên lao động nhìn những người công nhân thực thụ tại nông trường, chắc chắn chúng ta sẽ càng thấy tự hào và tin tưởng hơn vào thế hệ trẻ của FPT. Đặc biệt, các bạn đã mang tới sự sôi nổi, vui vẻ, năng động của sinh viên FPT đến với nông trường hoa này. Hai bạn đang làm công việc gì vậy? Bọn em đang trồng củ anh ạ. Các bạn từ sáng giờ bạn đã trồng được số lượng là bao nhiêu rồi? Anh có thể nhìn thấy đây. 5 luống đã hoàn thành. Anh ơi, nhưng hôm nay làm việc vui lắm anh ạ. Thế à? Vì sao hôm nay các bạn lại cảm việc thấy công việc lại rất là vui? Thời tiết rất là thuận lợi. Thời tiết em thấy nó rất là hay. Rồi. À, thêm nữa ở đây. À, các chị công nhân đây rất dễ thương. Các chị ở đây toàn là nói chuyện cùng nhau vui lắm. Nói về thành công cho hành trình, không thể không kể đến hậu phương vững chắc là đội hậu cần. Tất cả mọi người đều được chia thành những nhóm nhỏ, luân phiên nhau trực hậu cần hàng ngày, đảm bảo tất cả mọi người đều được trải nghiệm từ công việc tại nông trường cho đến các công việc cơm nước. Phải đi chợ cách khá xa nhà nên hậu cần cũng khá tất bật, chở củ, nấu cơm, nhưng dường như không hề làm khó các bạn. Không cao lương những chị, những bữa cơm luôn sạch trơn khi được dọn ra sau 15 phút. Đội hậu cần nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại cho đoàn bữa ăn ngon sau những buổi làm việc vất vả. Kết thúc 7 ngày làm việc là bữa ăn liên hoan tổng kết và chia tay của mỗi đội Búa Áng với các anh chị tại nông trường. Mọi người vừa ăn vừa cười nói, bàn tán rôm rả về tất cả những gì đã trải qua. Tại Bản Búa, điều kiện tổ chức tổng kết thuận lợi hơn vì ở gần nhà văn hóa nên các bạn đã có chương trình giao lưu văn nghệ với bà con tại nơi đây. Trong đêm cuối của hành trình, bà con dân bản đã đến xem rất đông và có rất nhiều tiết mục giao lưu cùng đoàn như điệu múa truyền thống của dân tộc Thái điệu đà và là lướt trên sân khấu khiến tất cả mọi người vỗ tay không ngớt.
tiếng hát, nhịp đàn của sinh viên FPT vang lên sôi nổi. Thêm vào đó là sự góp vui của các cựu chiến binh với nhiều ca khúc cách mạng hào hùng. Nói chung là mới đầu thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không làm quen được với công việc này, sẽ tức là sẽ thấy nó sẽ rất là khó khăn vất vả, nhưng mà sau 1-2 ngày mọi người đi vào trong công ty làm thì thấy mọi người cũng rất là chịu khó, rất là hăng say, làm cũng như là một công nhân thực thụ luôn, nên là mọi người làm rất là tốt. Muốn hy vọng là sau này có đợt trải nghiệm khác nữa thì hy vọng là mọi người sẽ quay lại vườn hoa, tại vì sau một tuần cũng không phải là dài mà cũng không phải là ngắn. Làm quen với mọi người thì bây giờ mới đang gọi là mọi người làm quen với nhau, mà được một tuần rồi thì mọi người về mất thì rất là buồn. Mọi người ở trong vườn cũng thấy rất là hụt hẫng, rất là vắng vẻ. Hy vọng là lần sau mọi người sẽ có một đợt trải nghiệm lại sẽ quay về công ty mình. Kết thúc buổi tổng kết hành trình trải nghiệm và giao lưu văn nghệ, ngọn lửa chạy bừng lên và tất cả mọi người cùng hòa mình vào điệu múa xòe của dân tộc Thái. Cả đoàn háo hức tập theo những bước chân, những điệu nhảy của các anh chị, các cô chú trong bản. Thật vui biết bao khi tất cả mọi người chung nhau một câu hát, một điệu nhảy, dù thời gian làm quen và sinh hoạt cùng nhau chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Ngọn lửa ấm áp dường như đã xua tan đi được phần nào cái lạnh dữ dội của Mộc Châu trong đêm ấy. Thế thì trước khi đi thì em cũng chẳng nghĩ gì, em nghĩ nó là một đợt trải nghiệm rất là bình thường như kiểu em nên thể lệ trung tâm trước thôi ạ. Nhưng mà xong em đi ngày đầu tiên ở đây thì em cảm nhận là nó rất là vất vả, bởi vì bọn em phải làm việc như là một công nhân thực sự. Bọn em làm đủ việc, xong hết trong suốt 7 ngày thì bọn em phải làm rất nhiều việc, ví dụ như là nhặt củ này, quần ống nhỏ giọt này, thậm chí là hót phân. Nhưng mà em nói thật sự là khi mà đi về nhà thì cảm giác là nó rất mệt, nhưng mà đụng vào đến bữa ăn thì ăn được rất nhiều. Nhưng mà mặc dù là nó mệt như vậy, nhưng mà qua chuyến đi này em cũng học được rất nhiều điều, đó là khi mà đi trải nghiệm tình bạn bè giữa tất cả mọi người với nhau rồi được xây dựng lên. Bởi vì bọn em đi thực ra thì bọn em không hề mang chăn hay gì, đến đêm thì rất là lạnh, nên khi đó thì mọi người đều chia sẻ chăn cho nhau và nằm cạnh nhau nằm ngủ rất là. Nói về chuyến đi Mộc Châu này thì em nghĩ rằng đây là một chuyến đi rất là thú vị và bổ ích. Em nghĩ rằng đây là một kỷ niệm không bao giờ quên trong quãng đời sinh viên của bọn em. Nói về chuyến đi Mộc Châu thì đây là lần đầu tiên em xa nhà, và nó là một trải nghiệm em nghĩ rằng rất là hay, bởi vì lần đầu tiên bọn em được bón phân, được nhặt củ, được làm công việc như một công nhân thực thụ trên nông trường Mộc Châu. Và ngoài những kiến thức em học được ở nông trường hoa thì đó còn có một chút kiến thức về sự đoàn kết giữa anh em trong nhà, sự bảo ban lẫn nhau, và không thể nào quên được những buổi tối rất là lạnh anh em quây quần bên nhau, có thể là có chỉ một cái chăn thôi, nhưng mọi người biết san sẻ, biết giúp đỡ lẫn nhau thông qua những cử chỉ nói chung rất là nhỏ đấy. Trở về Hà Nội sau những ngày vất vả nhưng đầy ắp niềm vui, tiếng cười ở Mộc Châu, tất cả các thành viên trong đoàn đều khắc ghi những bài học và nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích từ hành trình này. Mộc Châu ơi, xa rồi nhưng sẽ nhớ mãi mãi.